real good, hooking stuff up. Almost gives a guy like me hope again. Well, that's a goddamn miracle. I said almost, Agent Lau. So what you found while you were out there is keeping me up at night? Looks like I ain't paranoid after all. I'm just right. I mean, here you got the smartest, most powerful, most weaponized agents in the world, and still, somebody goes off the rails. Yeah, well, they're not gonna win, no matter what you might believe. Oh, you think I'm not on your side, Agent? You think I'm just a cynic who doesn't give a shit? I'm a goddamn patriot. That's why this shit upsets me. You know why democracy works? It's a balance. We don't just got rights, we got responsibilities, too. People don't realize just how fucking precious this shit is. Jury duty, voting. Oh, we can all get away from you in a second. You don't do your bit. Nobody gets a free lunch. Hell, this country is set up so that nobody can go run things by themselves. Balance of powers. And then some asshole decides to create the division. It breaks everything. All of the power, none of the accountability. It's the opposite of everything this country stands for. Of course it didn't work. So now, what do we got left? Good intentions. Hey, and us. All of us. And I've got a hell of a lot more than good intentions. We're gonna do this. And we're gonna do it the right way. I want that to be true, Agent. I do. But I don't see what makes you different from the rest. I just hope for all our sakes that you are. Ok, và mình sẽ làm cái nhiệm vụ tiếp theo ngay chỗ này đây. Và chúng ta sẽ vào luôn nhiệm vụ chính normal nhé. Và chúng ta vào luôn. Hiện tại là như hai thanh niên kia đã vào trước nhiệm vụ này rồi. Và đứng này. Này. Có vẻ đồng ấy, nhưng mà level 20 không à. Giờ mình mới level 19 nè. Gần level 20 thôi. Lên luôn. Này thì nhìn cái gì. Ôi, quay lại chỗ cũ, Ủa, nó chơi nguyên một bom. Ghê thế. Ủa, hai ông kia đâu hết trơn người ta. Đứng nhìn luôn rồi. Vẫn chưa vô nhiệm vụ nữa. Quá vậy. Nói gì lát là sao nó bắn ta. Chúng ta còn phải có nhiều người đủ người vô nhiệm vụ này mà chúng ta còn khoảng 2 người còn đứng bên ngoài mà chúng ta đã bắt đầu nhiệm vụ rồi chứ. Ok. Ok mẹ, sao động quá vậy? Thời lại mới nè, đó. Hồi máu đi, hồi cứ hồi máu đi. Ờ, chúng ta còn đây còn máu còn nhiều ác. Đó, hai ông kia đã tới rồi, chắc là mẹ đang lo nhắn tin rồi. Ok, tới khi nhắn xong là xong luôn rồi. Scanning, cái vụ đi đây. Infiltrate the building, đột nhập vào tòa nhà. Ồ, cái vụ này hay á, cái vụ này hay. Welcome to the party. Ú, dữ. Má, có vẻ ghê ghê nhưng mà hay đẹp ấy chứ. Nhìn nào vãi. Chúng ta phải tìm cho những đứa con tin khác. Và có vẻ như không dễ đâu. Ok, chúng ta sẽ đi tìm cái đã. Ờ, tính gì tính. Ồ, sao nhiều quá vậy. Rồi con chỉ mình đi hướng nào trời. Vãi. Sao chỉ lên đây được một đường nó đi mình đi vòng đằng sau cái xong cái lại chỉ mình lên đến hướng này. Chỉ đường hay phải liền. Đâu lên nữa hả? Và chúng ta phải bảo vệ cái đám con tin này. Wow. Tấn công nha. Đó, thấy vào giữa đi. Đó. Ôi, cái gì ghê. Ôi, nó cầm shotgun mới ghê chứ mình ghém với mấy thằng cầm shotgun nha. Nó chữ một phát là mình lăn đùng nó chết luôn còn gì nữa. Hơi căng.
Nhưng mà phải cẩn thận mấy cái thằng này. Đó, chết ngay. Má, sao toàn dân sọt dân không vậy? Má, không sợ bằng cái đám mà xài sọt dân nha. Má, nó chửi một phát là mình chết luôn á, chứ đường đó là bên kia gì đi. Súng càng còn nói chứ sọt dân bắn một phát toàn phát không à. Chưa kịp thở nữa. Ok, 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 biết rồi, biết rồi, biết rồi. Mình bắn ép nó lại nè. Hình như thêm một thanh niên cầm shotgun nữa thì phải. Đó, trốn vô bên trong ngay. Mình phải giữ khoảng cách với tụi này cái đã. Ờ, ok. Đó, lên nè, à, lên nè, à, lên, lên, lên nè, à, đó. Thôi chuẩn luôn. Ra ra tiếp, ra tiếp, ra tiếp. Nhưng có lẽ không phải ra chỗ này. Wow 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 wow. Có vẻ mình lên hơi quá đà đó. Ok, thằng kia nó xong rồi đó. Rồi rồi. Cái gì đây, cái gì đây bạn Hiền, cái gì đây bạn Hiền. Ồ, quá chuẩn luôn. Hợp tác quá anh ý. Ồ, má thanh niên đúc đầu xuyên tường luôn. Dân chế vồn. Quá hay, quá hay. Thôi, chúng ta đã cứu được con tin rồi nhé. Mình nghĩ là phải tìm thêm nhiều đứa con tin nữa. Ok, đi tiếp nào. Chúng ta còn rất là nhiều đứa con tin đi giải quyết và giải thoát cho tụi nó. Ok. Rồi, rồi ta. Ồ, quầy tiếp tân nè. Kia đây, chỗ này có gì? Hình như không có gì mà nó một cái đường đi như đây. Có gì đó ghê gớm quá vậy? Có gì trong tủ lạnh không? À, có gì đã ăn được. Má, cái dinner is ready mà nó ghi buổi tối là được chuẩn bị. Má nói mẹ nhìn nó ghi ghê vãi đái. Có lẽ mình thiết nghĩ lên nguyên đáp phải đi vô cái cầu thang máy nó sẽ hay hơn. Vô nè. Ok. Và chúng ta sẽ... Chúng ta còn đứa con tin nữa hay không? Và chúng ta sẽ cứu. Ok, và chúng ta có việc phải làm đây. Rất là nhiều làm khác. Ok. Thấy đó, một đội luôn. 10 đứa, cái chục đứa luôn đó. Và một đứa sniper. Ôi, có sniper bên kia nữa hả? Má, hai ba quán. Mình cứ tưởng có một con bên phải, nãy mình vô mình vừa mới spot cái. Ai ngờ thêm một con nữa. Đó, lùi lại, lùi lại, lùi lại. Bắn crack thế. Ây, má mình vừa mới revive là má mình gục tiếp luôn, tới lượt mình gục. Cứu với, cứu với. Má, khúc này căng quá. Lên ạ, à, lên ạ, à, lên ạ, à, lên, 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 lên. Má bắn gần phải quay hơn một băng đạn mới giết được một đứa. Má, phải kiên nhẫn lắm luôn á. Má, chúng ta bị sniper bắn nữa rồi. Má vô lại. Ờ, xử nó giùm thằng, xử thằng bên kia đi, đó. Xử đi ông bạn, đó, chuẩn luôn. Có ai có skill không hỗ trợ cái coi. Má bắn yểm trợ nha. Ủa má, thằng đó là boss luôn rồi. Quái rồi. Ok. Các bạn không nên xông lên quá nhanh tại vì có ông boss đứng đằng sau nữa kìa. Mà mình đang bắn suppress nữa nè. Thì nếu mà bắn suppress nó sẽ không dám nhúc cái đầu lên.
tạo cơ hội cho chúng ta xông lên á. Trốn cho nó kỹ vậy bạn. Trốn kỹ quá vậy. Trốn kỹ quá vậy. Trốn kỹ quá. Má cây này mình nã cái này đã ghê luôn. Nã hết băng đạn là hết cây máu đó luôn. Đó chuẩn luôn. Sát ô sát chứ. Má hình như có gì đó tăng chỉ số thì phải. Hình như là vậy. Tăng chỉ số nhưng mà nó tăng, mình đang cần đam per second nó lại không tăng cái đó, cho nên mình không có nâng lên làm gì. Và tiếp tục đi thôi. Cái đó mình lát nữa mình sẽ đem đi bán. Để tìm để dành đó mình mua cái khác. Secure Sergeant Ramos. Ủa, giết hết rồi mà ta. Xem còn ai không. No. Oh, vẫn còn một đứa. Threat found, vẫn còn một đứa. Đâu ta? Nó phải spot cái thằng nó lên chứ. Tại vì nãy nó scan là vẫn còn một thằng đâu đây. Trốn kỹ vậy. Má chơi lầy luôn hả? Nghỉ ăn Tết mà nghỉ nghỉ ghê luôn. Nghỉ mà trốn kỹ luôn. Vẫn còn thằng đó đâu đây. Ok xong rồi. Giờ nó lại chèn ra tiếp rồi. Kì đây, cái gì đây? Nhìn cái gì? Ui má. Ôi mình thấy mình nên chạy đây sẽ tốt hơn đó. Chạy tránh càng xa nó càng tốt. Tiếp cận kiểu tiếp cận mà khi nào mà nó bất cẩn thôi. Đó. Dính máu rồi. Để cái cục này lên đây cái đó. Tính gì tính. Hết đạn hết ghê chứ. Đó chọn nó. Đó. Nã nhiệt tình luôn. Ô. Cái quái gì vậy? Má lại sniper nữa sao? Thiệt tình luôn hay chi má lâu lâu tự mất máu, mất máu trầm trọng luôn á. Tao không thể tin được luôn, mất máu một cách trầm trọng. Là biết là chỉ có tụi sniper mới làm được cái trò đó thôi. Đó, bây giờ bắn cái này tập trung cái đó. Bắn lên đầu đó. Mình thích cái cây này chỗ đó. Bắn rất là rác và bắn rất là kinh. Được cái chuẩn xác nữa chứ, bắn không có giật nhiều. Rồi này tiêu đời rồi. Tiêu đời rồi con ạ. Bố mày biết kìm yếu của mày rồi. Xong. Lieutenant. Cái con quái bắn súng rồi. Súng ngắm hả mày con mẹ mày. Mày nghĩ rồi mày ăn nguyên cái chục viên băng 7.62mm vô đầu mà mày vẫn còn cầm súng ngắm mày bắn chỉ mặt tao nữa hả? Có ý kiến thôi sao? Má chưa chết là may lắm rồi. Má rõ ràng là chết thì cũng không có đường quay lại đâu. Hay. Để coi mình có đạn gì nhiều không, tại mình cũng đang cần đạn. Hey, nãy nó bắn mình một phát cái bụp cái má mình mất sạch máu luôn. Giật cái mình không biết cái gì bắn mình ghê vãi. Mình nhìn chứ tưởng tượng cũng chỉ biết có mỗi con sniper có thể làm được cái điều đó thôi. Và rồi y như rằng là sniper ra. Má bắn như đúng rồi luôn. Ok, và chúng ta ơi ra được. Ồ, sao tại mơ đã canh không vậy? Chắc bộ tính làm sâu diễn thời gian hay sao ta? Restock lại cái coi. Mà mình có linh cảm đó, nếu mà restock lại thế nào cũng phải đảm bảo phải bắn ai đó nữa. Như chốc luôn.
đó nè, một em nè đó. Cây này đam cao. Ô thằng này vẫn cứ đi bộ. Ô ô ô ô ô ô ô ô, bậy quá vậy chơi. Nó lâu lâu có mấy thằng nó gan gan vãi luôn. Nó xông thẳng lên trên bắn. Không biết đâu revive được ta. Không biết có auto revive luôn rồi. Cái đó là cái skill luôn rồi. Ok xong. Nữa hả? Còn nữa hả? Ghê thế. Ôi, cái hàng nó cầm shotgun. Đừng có đùa với shotgun. Ồ, nó bắn rác thế. Nó bắn cầm cái shotgun nó bắn. Nhìn nhỉ? Ôi, không phải đây shotgun mà là súng khác rồi. Ý là nó cái hàng nãy. Nó ngay chỗ này bắn không biết có nổ không ta. Đứng ngay cái bình ga đó, nổ ngay. Tính móc lớp anh bạn. Tính móc lớp à. Chị đi đâu vậy hả? Đó. Đâu rồi. Ui, elite ra rồi kìa. Đó, để đặt đây cái hả? Rồi muốn xử gì xử, có hai con luôn. Mình nghĩ là không có khó xử lý đâu, cho nên cứ tiếp bình tĩnh và chiến. Ok. Còn thanh niên bên này để phụ ở trong bên này. Wow, cái quái gì ghê vậy? Má lâu lâu ngoài tầm kiểm soát. Ôi lại nữa. Ôi coi nó bắn cơ. Ôi không sao sao sao. Ông này vẫn còn đang chinh chiến. Ơi đưa mình chạy vô trong lại vậy nè. Má nhưng mà vẫn đang có. Ôi ông kia gục ơi. Từ từ nhá, từ từ. Chưa đi đây. Đang rất là căng não. Đó, revive hợp tác đẹp mắt luôn. Đó, một thằng đã down. Còn một thanh niên nữa. Mày nghĩ mày sống, chơi với ai? Ây da. Ây, hên quá ông kia bắn phụ. Ồ, chuẩn luôn. Ha, chết hết. Còn thanh niên kia đâu rồi? Ủa thanh niên chỉ để bị chết xong cái giờ chạy vô lại hả? Vãi. Rồi vô xe chạy đây. JF2 Trash. Có phải phỉ bán đâu đó. Phỉ bán tội JTF. So far so good. Lính của JTF kìa. No response zone. Support the JTF soldier. Chúng ta phải bảo vệ cái quân đội JTF. Ok đi tiếp nè. Đâu như đi hướng này chứ. Đâu rồi? Ok đang đi theo nè. Má gần lên level 20 rồi. Còn chút xíu là lên 20 rồi. Ôi và cái thanh niên kia vô bạc ti của mình nãy giờ nhưng mà không có bắn gì hết á. JTF soldier. Ồ, khung này đẹp ấy chứ. Ok, và để coi, phía nghĩa chúng ta không nên xuống làm cái gì. Xong này bay xuống thẳng xuống dưới luôn rồi. Ok, bắn nhiệt tình vô. Đó, mình sẽ hãy cái chỗ này cái đó. Đó, lên.
Mỗi lần mà mình cứ... Ôi trời. Thế nghĩ ông này gần chết là mỗi lần mình cứu không à. Đó. Ây, ngồi xuống đi ba. Nói coi rồi. Nó thành nó thành máu mà không giảm luôn, tục vãi luôn. Ôi nó lên tới đây luôn á hả, lầy luôn á hả. Nó kêu mình support nhưng mà này mình bó tay tại vì mặc đồ quá kinh dị và có vẻ như bắn cái tỷ năm không hề không muốn chết nữa. Nó chỉ là nói coi nè nói coi thêm máu đó kìa. Nói mình cũng muốn bắn phụ lắm á. Ồ má coi kìa. Nó đây để đang cố gắng nã cái đầu nó đây. Không tiếc một viên nào luôn á. Lên ngay đầu tiếp em. Ơi chờ đủ. Ồ mới sao nó bắn rác ghê vậy. Nhưng mà có vẻ nó không dám vô bên trong đây tại vì cái này cái ngoài tầm game của nó rồi. Nó đứng ở ngoài thôi. Chết mẹ nó vô thiệt. Ôi, nó bắn không được. Nhưng mà mình bắn được. Chuẩn mẹ luôn. Đô. Nó bắn không được nhưng mà mình bắn được. Thế mới hay. Kiểu như bắn không trúng á. Nó nã mình thì mình nó vẫn không trúng kiểu như đó. Kiểu như crush hay con mẹ gì đó. Đó chạy vô chỗ này coi. Nè có sniper đứng canh ngoài luôn mới ghê chứ. Trò này vui chứ. Ủa còn hai con đi xử lý nữa hả. Má còn quá nhiều thứ để quan tâm. Giờ nó chạy qua khúc bên này. Mà khúc bên này có cả sniper nữa chứ. Thế mới căng. Má sniper cơ bộ nó không đứng yên được rồi. Ôi lại. Ôi thần Linh ơi. Má bắn im chợ nè, bắn im chợ nè. Đó hình như cái thằng này nó bị rối, kiểu như bên này bắn mà bên kia cũng bắn, nó rối, nó không kiểu như không biết phải bắn ai cho nên nó chọn cách khác. Đâu rồi mày, đi đâu rồi mày, mày nghĩ mày đi đâu đó. Bắn cho đã đi mày. Ôi ây da. Để bắn cái thanh niên đấy, cho xong cái đã. Má thanh niên này cho bò quá, cho bò thế. Quyết định rút à. Rút làm sao được nữa mà rút. Má vô đây rồi, ây da. Căng vậy. Má không ngờ luôn. Cứu ông kia giùm cái đi. Ok. Gặp tụi sniper nữa hả. Đừng, bình tĩnh. Cứu chứ đi tính. Hay quá. Thằng này gần chết hả mày. Rồi, mình vừa mới bị sniper bắn thêm phát nữa. Take down Lara Barrett. Má nghe tên là biết nó xài Barrett luôn rồi đó. Má hình như con gái của Barrett hay sao ha. À, dân chơi bồn. Cầm toàn súng ngắm không. Ý, còn một con vàng khè đằng kia nữa kìa. Ví dụ nó lại chỗ này là chỗ thiên đường của mình luôn rồi đó. What the fuck. Spot địch coi. Mình tưởng mình có 2-3 con gì đâu chứ. 7 đứa rồi hả. What the fuck.
này gọi là ngoài tầm kiểm soát không? Đúng, ngoài tầm kiểm soát luôn. Ok, thì chúng ta phải cố gắng tập trung cái đó lên em. Chạy đâu mày, chạy đâu mày? Má, nã nhiệt tình luôn á chứ. Má, anh thề bắn hết tụi bay anh về anh cơm bữa luôn. Má, cái đầu gì đâu mà cứng vãi, cái chục viên đạn bao nhiêu người mà không chết là không chết. Má dừng chơi vô. Má, không hai ông kia chạy phát tới kia luôn hả? Vãi thật. Má, tụi sniper kìa. Đây đi xử mấy hàng lân cận đi cho. Má bắn mấy này giống như gãy ngứa vậy. Ui, tự nhiên bắn đụng nó chết đi. Còn con sniper level 20 nữa kìa. Hết đạn luôn rồi. Để mình đi ra đạn cái ra. Rồi đâu rồi, nãy mình nhớ cái chỗ nào có đạn đâu rồi. Cái hướng lên là có đạn thì phải. Theo mình nhớ là vậy. Đúng rồi, đây đạn đây. Hình quá. Xong lên bắn tiếp. Khó nhưng mà làm được chứ cũng không nói nỗi nào khó mà quá, làm không nổi. Cái con sniper kia bị tiêu diệt luôn á hả? Nhanh vậy. Có phải không xin nhê, má tục vậy. Thí nghiệm mình đi xuống mình bắn nó luôn rồi. Ok ok. Đó, chạy chọn bom nè. Xong cái nã liên tục là xong gì. Ủa sao có vẻ không ăn đam nha. Quá trời bò dẫn đến không ăn đam. Còn không biết đam là cái gì. Má, cái này mà không chết mới lạ. Đó 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 đó, đó. Má, nã 2000 liên tục luôn nè. Giờ ai chạy hả con? Ai chạy hả mày? Ai chạy? Ai mới là người chạy đây? Đừng nói có việc họ viện trợ nữa nha. Ồ, mới công nhận cái viện trợ thiệt, đéo đùa. Má, con nhỏ này trâu bò dai thiệt luôn á. Ui, má gục nữa rồi mà lên cầu thang không được. Lỗi gì trời, lỗi lắm luôn. Take down Lara Paret. Hôm kia cũng còn sống kìa. Ráng lên, ráng lên. Tôi trông chờ vào hai ông. Đạt cửa nó. Đâu rồi? Ủa sao tôi trên đây rồi? Để chạy lên khúc này rồi. Ây da, ây da, ây da. Để chạy vô bên trong cái đã. Rồi tính gì tính. Nó hồi máu cái nhẹ coi. Hết đồ rồi, máu luôn rồi. Thấy cái nhẹ coi. Body nó đâu rồi? Ơi sao chết độc quá vậy? Ôi ôi ôi. Ca này khó. Không thể chết ngay bây giờ được. Chúng ta cố gắng lên, cố lên, cố lên. Không ngờ ra hút cuối đông vậy luôn á. Má, mình vẫn đang đợi cái skill kia lên. Để hồi máu lại cái đã. Được được, chết nhau nội. Ông này mà chết là hai thằng cùng chết luôn á. Má, đâu rồi, chúng ta phải cẩn thận một tí. What the fuck. Má, cái thể loại gì vậy?
Má đâu ra thanh niên đó là vậy? Má lầy. Ơi nữa hả má, cái gì tột vậy trời. Không sao, không sao, không sao, chúng ta có cái đồ hồi máu đây. Hên quá. Má tột thiệt, nãy mấy cú này cần não quá. Cần não lắm luôn. Ô. Wow 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 wow, ông này không có hồi hồi máu ta. Thiết nghĩ chúng ta nên đi xuống dưới và đợi cho hồi máu lên lại. Còn hai thằng level 20 à. Mà nó gặp nó chúng nó gần hết máu rồi chứ. Một thằng nè. Hai thằng nè. Đó, chuẩn cơm mẹ nấu luôn. Để mình ơi. Để mình thôi, nhử thằng con nhỏ này cái đó. Má. Này thì trời. Bây giờ tôi vẫn cơ báo là có cái thằng nào đó xung quanh mình nha. Không, chỉ còn mỗi con nhỏ đó thôi. Red Found One. Và chỗ kia vẫn đang bắn rất là rác. Cho nên chúng ta khởi tiếp cận nhỏ này. À, bắn gì mà không chết nữa thôi luôn. Đây, có cách đây. Móc lớp từ đằng sau là thế nào cũng đảm bảo. Chết ngay. Hay quá má ơi. Xuống luôn. Hơi, cuối cùng là level 20. 146.300. Crime and Punishment. Mẹ vừa mới lên level 20 làm nhiệm vụ level 20. Công nhận khó kinh vãi nồi. Axis. Giờ chúng ta đi ra khỏi chỗ này thôi. À, hên quá, hợp tác quá hay. Ok, và chúng ta đây coi, đi tới đâu ta. À, chúng ta hợp tác quá hay. Quá hay, quá hay. Oh yeah. Giống như bước ra thảm đỏ vậy. Đó, xong nhiệm vụ phải không. Để xem có súng cối gì hay không. Lên thẳng level 20 luôn rồi. Classic không, mình còn đúng 2 cây thôi đó. Cái này tăng nè. Tăng damage Forsaken mà tăng cả skill power nữa. Xài cái này đi, đó, được á. Tăng đam nè, đó. Nhưng mà cái này cái mình đang xài là màu tím. Cái này nó vừa tăng máu, nó tăng máu nữa. Mình thì tập trung nhiều cho bóng quá, nhưng mà mình vẫn còn phải còn có máu. Cho nên mình nghĩ mình vẫn xài cái này sẽ hay hơn nhiều. Cứ dùng máu rồi thấy cũng kỳ. 7.000 mấy với 8.000 mấy thôi thì để coi, không cần thiết cho lắm. Nói chung sau cái trận đánh này mà đồ thì nó vẫn ít, cũng không có gì là nhiều, gọi là nhiều đủ so với mình. Civilian data. Chúng ta có một cái mới đây. Barret video. Time. We're all there. Let's do it. Oh, yeah. Wipe them.
Vụ tiếp theo rồi. Và hiện tại là nhiệm vụ đòi hỏi là phải level tới 22. Nhưng mà hiện tại mình đang level 20, nhưng mà có vẻ khá là tự tin để có làm được cái nhiệm vụ này, cho nên mình làm luôn vậy. Cho nên để coi như thế nào đã rồi tính. Nhưng mà đang đợi đủ đồng đội rồi mình đi luôn. Thì thanh niên này trong team mình đã lên được tới level 23 rồi. Cho nên các bạn chúng ta sẽ có nguồn năng lực tràn trề hơn một tí. Để lên spot thử coi. Mình vẫn đang đi tìm một số đạn dược gì đó. Wow, nó phát hiện rồi. Level 22 và sniper nữa chứ. Có nhanh quá không ta? Đó. Lên à. Đó, nó chạy ra kìa. Đưa mình còn đúng một quả bom thôi đó. Mình chọn ngay chỗ Khải con cái đi. Đó, là hồ nguyên đám luôn á. Mình còn chút xíu điểm kinh nghiệm nữa là mình lên level 20 luôn rồi, 21 luôn rồi. Ôi, có thanh niên này hình như cầm shotgun hay gì đó. Mình vừa tìm một cái súng lục này rồi, cái súng lục này bắn rất là kinh dị luôn. Thậm chí bắn còn hơn cái AK hồi đó của mình nữa chứ. Wow. Nó chưa gì gục rồi. Nhiều lúc nó cứ bấm nhầm hoài luôn ấy ta. Hồi cái men. Ok, cảm ơn. Nè, tụi này bắn rác quá, nhưng mà mình nghĩ là mình làm được tại nhiệm vụ này không quá khó, tại lần trước mình cũng làm nhiệm vụ lớn hơn chắc của mình rồi. Nè, và chúng ta đang cần một thành viên còn lại thôi. Giờ mới tới. Vừa mới nhắc là tới luôn rồi đó. Mẹ, cậu bé kịp luôn. Bớt sniper nữa kìa. Mình nghe là có boss đâu rồi. Rồi. Nữa hả? Ghê vậy. Nó xuống rồi. Xuống đường nào ta? Đó, đi xuống đường này phải không? Thì lấy nó cũng xuống cái đường ở kia thôi. Suppress nè con. Suppress nè. Ủa mà nó chèo một cái thằng nhân viên lo công ở đây. Má giết tàn nhẫn vãi liền. Này, đó, nguyên một cây, đó chết ngay. Thế nhưng mình đang suppress thằng này, tới khi nào mà nó bắn không được. Wow, bậy quá dân chơi. Wow. Thế nghĩa chúng ta đừng có nên xông lên quá nhanh. Cứ từ từ mà bắn. Sao chết tốt lần kia vậy? Nè, căng thế. Đi gục lên, đó, phải hay không? Đó, chúng ta dễ cứu đồng đội bằng cách. Tại vì cái support station của mình nó có cái chức năng revive á. Mình có để mod trong đó, cho nên nó tự động nó revive trong phạm vi này. Nó sẽ tiện hơn, chỉ đơn giản là hồi máu. Mẹ, tại vì mình cũng đang muốn thử thách mình với nhiệm vụ như thế này. Tại vì nếu các bạn nào làm những nhiệm vụ như thế này, bạn sẽ được đồ mạnh hơn. Ok. Đó. Hiện tại là để coi sẽ có đồ đạc gì không. Mình đi lụm đạn ra, mình hết đạn rồi. Còn có mấy chục viên à. Đâu để coi lụm đồ ơi. Đồ có vẻ xanh lá cây nha. Có nghĩa là tốt á. Đù mẹ ghê vậy. Cái súng AK mà nó 14k luôn. Kinh dị Mỹ. Classic AK. Nhưng mà mình không thích xài AK vậy lắm. Cây này nó bắn kinh hơn cái cây mình đang xài nữa chứ. Để thử coi. Mà tại cái nồng nhắm của cái này với cái độ giật của nó mình không thích, cho nên mình không xài nhiều. Mình cứ thử xem sao như thế nào. Ôi mấy đôi thanh niên kia đi hết rồi. Đang lên. Đợi tìm thanh niên. Có restock không ta? Nhưng chỗ này phải để một cái restock. Ồ vừa mới nhắc luôn.
Thiết nghĩ mình vẫn nên bắn cái cây kia nó sẽ hay hơn đó, tại vì những cái nhiệm vụ như thế này mình đòi hỏi mình phải tập trung. Ok, và chúng ta cũng cái nó tự động restock cái cây kia luôn rồi. Nó lên level 21 rồi. Ơi cái chỗ này quen quen. Đó, bắn quá dữ. Hợp tác quá hay. Này thì thanh niên, này thì thanh niên. Rồi rồi, còn ai nữa không? Má xong lấy nó chàng, nó cái thấy mẹ nữa. No threat found. Lên. Check boy tới check boy nè. Wow wow wow. Lạy vãi thần linh ơi. Ê má sao mình lại chọn xuống dưới trời. Ê tụi nó vẫn có thể phá được cái đó. What the fuck thanh niên. Phi thân. Má phi thân mà không chết luôn vậy. Ảo vậy. Đó xuống em. Ha, có boss elite ra kìa. Mà chúng ta phải cẩn thận rồi đó. Nãy mình cũng bị đánh một con, đánh mấy con boss elite nhưng mà con này thì có vẻ mình không nghĩ là nó châu bò đâu. Nó cũng chỉ là tạm ổn thôi. Mà hai tụi này là Rioters. Rioters. Hình như trong Division có nhiều bè phái. The Last Man Battalion. Rioters. Rồi gì Rikers gì, Hikers gì á. Wow, 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 wow. Blind death. Thường mấy quả bom nó không có giết bạn đâu, nhưng mà nó rất là nguy hiểm. Nó khiến bạn choáng. Tại vì kiểu như nó tạo cái hiệu ứng á. Ok, và trong đây nó có restock nữa không ta? Vẫn đang rất cần một khi đó restock lại. Hơi xuống xuống đeo được. Ôi lẹ giống ông nội, mấy chưa gì vô cục rồi. Mấy ông này khoái cứ khoái xong lên trước. Bình tĩnh mà lên. Ôi không được rồi. Mẹ căng hả mày. Căng hả mày. Ôi boss elite màu đen tím luôn kìa. Ôi có vẻ ghê đó, có vẻ ghê đó. Nhưng mà chúng ta không thể nào bị nó đánh như vậy dễ dàng như vậy được. Ờ thanh niên kia gục luôn rồi. Thế nghĩa là đừng có xông lên xuống nhanh quá. Ông này thì cứ khoái chơi xông xuống hoài. Hay. Không sao, cứ bình tĩnh bình tĩnh. Cứ đi cứu, y boss tới, boss tới. Nè, bắn rác thế, mình phải xử mấy thằng lân cận cái đã rồi mình mới bắn boss rồi, yên tâm hơn. Xử nè em. Đó, 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 đó. Nè, bắn gần cả băng đạn luôn. Y thằng này nó bắn không trúng mình. Rồi, rồi. Thanh niên kia lên chưa? Wow, wow. Ơi kia đây. Cần được trị thương ngay lập tức. Nhưng mà có vẻ là như team mình vẫn đang áp đảo từ đó mà lo gì. Má thêm một quái màu vàng nữa kìa. Quá tục vậy. Đó, boss kia chết rồi. Xông lên, xông lên, xông lên. Spread chưa? Bắn ngay đầu nè, đó, đó, đó. Cái này được cái là nó ngon chỗ là nó bắn liên tục. Mà nó vẫn còn giữ cái độ giật của nó rất là ít. Tiện để các bạn bắn giữ lâu như thế này. Cộng với điện nó đạn nhiều nữa chứ. Cho nên các bạn giết vào những thằng mà châu bò như thế này phải chơi cái cây này. Đó, xả hết băng thể vô người đó má. Like a boss luôn.
Đó, mình còn khoảng 123 viên. Chắc đủ. Rồi cứ đi tới mấy thằng này là tự động nó hồi cho vài chục mấy trăm viên là bắn tiếp được rồi. Thì không phải lúc nào cũng hồi như vậy, nhưng mà nó cần phải có hồi thì mình mới bắn tiếp được. Thì ngay đâu đây nó có cái supply thì phải. Biết ngay, thế nào cũng phải có supply. Restock lại chứ không sao. Okay, xuống rồi. Má đồng đội xuống lẹo quá. Má ra bắn tiếp rồi kìa. Má sát người chết tùm lum la vậy ghê vậy. Hostile incoming. Đây thì tưởng hướng nào ra vậy? Bắn im chả nè. Im chả. Im. Má công nhận. Giờ mình mới hiểu chữ châu bò như thế nào. Nó chứ hồi trước mà mình cứ tưởng châu bò cao lắm, ngủ đêm thức ngày thôi chứ. Ơ lộn. Thức đêm rồi ngủ ngày má cái kiểu má sống dài lắm mà. Má ai ngờ gặp tụi này nó còn dài kinh. Đúng nghĩa ăn mấy viên đạn cái đầu vẫn kiểm không được. Các bạn thử tưởng tượng thôi. Một cái súng đạn dài mấy mm mà bắn cả băng đạn cho người vẫn đéo biết chết là gì. Địch. Đó là vấn đề của mấy thanh niên. Má khoái xong lên trước làm cái quái gì vậy. Má nó bắn cho tục mạng luôn rồi kìa. Rồi gặp quái elite nữa chứ. Nice. Wow. Quái elite kìa. Má làm sao revive đi trời. Mất tiêu cái xác rồi. Mình sẽ mất tiêu cái xác rồi. Chắc là respawn hay gì á. Ủa cái trong đây có cái vụ respawn đó hả? Đã vậy. Ok để mình coi. Lên em. Má chạy cái thì chạy tới chạy lui hoài mấy. Chưa hồi lại. Mẹ coi nè, nó không thèm bắn mình luôn mới ghê chứ. Nó không thèm bắn luôn mới ghê chứ. Này thì không thèm bắn. Má này không, thằng này không rớt đồ gì ra luôn mới ghê chứ. Đâu để coi thằng này có rớt đồ đâu. Ây, có rớt cái súng level 21 màu xanh lá cây luôn kìa. Tức là xanh lá cây nó chỉ lên là tức là tốt á. Đù. AUG luôn. Để thử cái này coi. Primary. Thử thôi. Để xem nó bắn như thế nào rồi tính. Mà đạn nó ít quá trời. Dùng để xả thì không nên. Shit. Đó là giờ tại sao mình biết nó. Cái này bắn cũng đã nha. Thiết nghĩ mình nên lên đây cái đã. Đó lên đây đứng nè. Cây này mới chỉ cần nó nhiều đạn thôi tí là ngon rồi. Thiếu mình kêu là đúng nghĩa là do đây bắn là lúc nào cũng có đồ ngon để bắn. Đồ xịn để mặc luôn á chứ. Mà có điều là mấy cái này bắn đã gì. Đàm thường tới cái ngàn mấy luôn. Đồ như cái điều là ít đạn thôi giống gì á. Bắn một tí phải nạp đạn, bắn một tí phải nạp đạn. Chắc phải xài cái gì mà nạp đạn nhanh cho cái cây này nè. Wow. Má chơi lầy giống nội. Đó, bắn vậy đó. Cái này được cũng được thôi, nhưng mà mình không thích cho lắm. Tại cái cây này so tính ra so với cái kia thì nó cũng không hơn gì nhiều. Nó gì hơn đam tí xíu thôi. Với lại mà tại do mấy cái kia nó bắn cũng dù sao nó cũng bắn nhanh hơn. Và nó bắn nhiều đạn hơn. Cho nên trong trường hợp như thế này thì nó vẫn không có đáp ứng gì nhiều phần đối với cây L86A2. Mình bữa nay cũng muốn kiếm một cây L86A2 mà thuộc lại kiểu như là mạnh hơn cây này tí. Đó, cây này bắn thì mạnh đấy chứ, nhưng mà nó kiểu như nó không có lâu thôi. Bắn rất là ổn định là đằng khác chứ. Cơ lên nè.
Vì mình có nên gắn cái gì không ta? Gắn cái ok để mình coi. Để coi. Hiện tại mình đang dùng cái súng lục kia, và cái súng lục kia bắn cũng rất là kinh dị rồi. Thì mình thấy là vậy. Mod đi. Visualize. Không có. Parallel. Lightweight M4. M4 mình đâu có dùng đâu ta. Empty magazine. Reload speed. Classic Rebecca. Đó này đúng rồi, cái cây này còn phải có nạp đạn nhanh hơn mới bắn mới được. Bộ mình đâu có dùng M4 đâu ta. Skin, cuối cùng đã có skin. Injury stress, cái này đi. Cuối cùng cả tỷ năm mới có skin một lần. Ý, cái đồ gì đây? Blue jacket. Này đồ để mặc thôi. Ơi mọi người xin lỗi, xin lỗi mọi người. Đang nãy giờ đang coi đồ, đồ đẹp quá. Giờ tự nhiên đồ có skin nữa, đã vãi. Ok lên 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 lên. Nè, đó là vấn đề tại sao mấy ông này đừng có nên xông lên quá sớm làm cái gì. Đó 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 đó. Quá hữu hiệu luôn, 3000 mấy đam. Đã thiệt. Nhưng mà ôi trời, mẹ căng thế. Bắn rác quá luôn. Lên được chưa? Ông kia lên được chưa? Hồi sinh được full cây máu luôn trời đó. Chuẩn mẹ. Ôi. Vãi lờ luôn. Cái thằng đĩ nó cứ nhắn mình hoài ta. Má cái thằng kia nó cứ nhắm mình hoài luôn, cái mỗi lần mình đút cái đầu ra là nó bắn đùng cái bay sạch cái máu rồi còn gì nữa là nó bắn. Má bố mày được. Đây đây đây, bố mày spread chết mẹ mày luôn. Đó 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 đó. Đập đạn nhanh hơn tí coi. Đúng rồi, cái cây gì nó cũng có cái ưu nhược điểm của nó. Cây thì nó có đạn nhiều, tốc độ bắn nhanh mà chuẩn thì đạn thì đam nó là yếu. Còn mấy cây mà kiểu như mà đạn thì ít nhưng mà đam nó lại cao, thế mới ghê. Mà coi nào má, toàn 2000 mấy không, mới ghê. Bắn nó không chết mới lạ. Ý, má nó nhảy lầu à. Má mình cứ tưởng cái bờ, cái vực hay gì đó nó nhảy xuống má, tự nhiên nhảy lầu vậy. Đó, cho quả nè. Đó, đây mất máu từ từ rồi. Đi một lớp rồi. Má móc lớp rồi. Đó, quá chuyên nghiệp. Má thấy nghĩ mình đi móc lớp chuyên nghiệp là được rồi đó. Đó. Bắn đi đâu vậy? Ơi bạn hiền bắn đi đâu vậy? No response zone. Ok. Free the JTF soldier. Kêu okay, chúng ta xong khúc này rồi nhé. Hồi máu rồi cho ta đi. Ồ, có hồi đạn không ta? Đạn khúc nào nhỉ? Cũng rõ là đạn khúc nào nữa nhưng mà để coi. Hồi máu full cái máu rồi. Bắn cái đó cũng được chứ. Nhưng mà mình vẫn chuộng cái kia hơn. Địch má, phải bắn nguyên khúc đầu luôn. Restock lại cái là tính. Cho full đạn cái nó, cho nó lát hồi nó còn tràn ra nữa. Này không có, không biết có 7 không ta. Ôi, chúng ta vẫn còn đang đợi nó ra. Ok. Vẫn còn đang đợi.
Sao kia left the group rồi? Tột vậy? John, John, I need you to take a deep breath and find your balls. And when you find them, finish the fucking job. Ok, và nó sẽ chèn ngay chỗ này ra, như hồi nãy mình cũng đã bị. Và chúng ta phải cẩn thận một tí thì chúng ta mới đánh được tụi này. Ông này thủ sẵn luôn à. Trời, cái máy bắn luôn à. Ù, nó gắn lên cái thành được luôn hả? Bỏ cái nhẹ coi. The shot motherfucker. Headshot motherfucker. Tụi nó là chưa ta? Protect the GTF. Fixes the antenna. Hostiles incoming. Rồi kìa. Đồ ngay ngay giữa luôn. Lên tiếp nè, đó. Cái quái gì vậy? Nó vẫn còn đang lên kìa. Nó thanh niên cho bò đây. Đó 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 đó. Đó, giờ quái tím thì nó cũng như quái thường thôi. Nè, coi nó có cái này tiện vãi. Tiện vãi. Coi bắn kìa. Nó đã vãi. Đó 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 đó, đã vãi lắm luôn. Còn cây nào không ta? Nè, gần hết máu cho con. Bố mà bắn cho mình xịt trước luôn. Đó 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 đó. Đó nè, đó. Protect the JTF Engineer. Chứ mình nghĩ chứ nó còn ra thêm chứ không nghĩ được. Nó nhanh gì đâu. Đó đó đó. Đâu rồi, đâu rồi. Ây, ây. Spot cái nhẹ đi không mấy ông bạn đi. Ôi, 3-4 con elite luôn rồi. Không sao, chúng ta đợi nó tới đi chứ thà chứ. Nó tới nó sẽ vẫn hay hơn là chúng ta đâm đầu ra. Nó nguy hiểm lắm. Đứng ở đây được rồi. Má shotgun hả mày? Shotgun, shotgun hả? Tao ghét mấy thằng cầm shotgun nha. Wow 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 wow. Mấy dân chơi, mấy dân chơi. Tiếng nghĩ nên để một cục ngay đây. Để cho hồ hiệu cần thiết cho nó. Wow 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 wow. Mình nghĩ chắc nó không có lên đây được nha. Lên đây hả, hành như mấy con đẻ mày luôn mẹ. Hành củ tổ nha con. Ý, má tự nhiên đứng lên gì không nội. Đó, ngay đầu 3000 mấy luôn. Địch quá đã. Má quái elite gì kỳ vậy. Gà quá vậy, gà quá vậy. Đó. Chạy luôn cơ. Mình nghĩ chạy được chắc. Đó, xong ngay. Xuống lộn đồ, xuống lộn đồ. Ê, cái này có điểm cộng. Sao lấy cây lên. Ra nữa kìa, ra nữa kìa. Spot cái nhẹ coi. Này đứng đó mà bắn. Đó. Tao canh me sẵn rồi, bắn lũng cái đít luôn. Đó 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 đó. Đó, đó nè, xong nè. Còn thằng nữa rồi. Dưới này à. Bắn dính không ta? Ây, ây, sao mất máu ghê vậy? Máu ghê thế. Coi hồi máu không hồi dùm cái coi. Ây, nó ra nữa kìa. Ây, giờ nó ra lần hai lần, hai bên luôn. Mình phải có cái skill spot thì tại mình không thấy tụi nó đâu. Ồ, cuối cùng cũng ra cái con một vàng. Thế giờ mình nghĩ nó đâu có dễ đến mức độ vậy. Biết ngay là thế nào nó cũng vậy, cho nên đi hồi đạn kìa. Nó tính gì tính. Submachine gun, cái này chỉ submachine thôi hả. Nó hai thằng vàng khè luôn, đơn. Dot Shadow. Tuốt đâu đi đâu vậy. Chắc rất mạng. Wow 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 wow.
Lại đây, lại đây, lại đây, lại. Đứng yên đi ông nội. Má, đó, coi là đó. Ê, má còn thằng nữa. Ủa mấy này gan vãi luôn á. Từ từ đi revive mấy ông này cái đã. Tính gì tính, còn nữa hả? Sao chết túi đồng ly ghê vậy? Chắc phải có thằng nào đâu đây nhỉ? Máy mày nãy giờ mình revive hai ba lần rồi đó. Đạn còn nhiều mà, bắn thoải mái đi. Còn có hai thằng chứ mấy. Wow wow, này giống như chạy giữa lượng đạn vậy. Đó 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 đó. Đó 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 đó, 4.000 mấy, 6.000 mấy luôn, ghê thiệt. Đó 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 đó, 5.000 mấy, trời ơi, cái này đã vậy. Bắn toàn 5.000, đã vãi, có chỗ là bắn trồn bắn ngay đầu nó kìa. Trời ơi, má đã vãi trưởng. Má đã xuyên não, đô. Đô, rồi thằng kia biết chắc chắn nó đời nó tạch rồi đó. Bị spread nha con. Đó. Ngay đầu. Đó, nè, đó. Đẹp luôn. Chuẩn cơm mẹ nấu luôn. Còn ai nữa không ta? Interact with Athena. Mình nghĩ là chắc còn cho mình đi hồi lại đạn cho chắc ăn. Use laptop đi. Ok. Ôi, xong nhiệm vụ rồi. Mission complete. Hay quá. Má cho súng nó còn tệ, cái súng mình đang khai nữa chứ. Nhưng mà được cái điểm kinh nghiệm nhiều, đủ để lên cấp luôn.